Chào mừng các bạn đã quay trở lại với X-Studio. Vậy là chỉ còn thời gian rất ngắn nữa thôi thì người dùng công nghệ chúng ta sẽ được chính thức Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới 2018. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng năm nay thì Apple đang gặp một chút khó khăn trong việc đặt tên cho thế hệ iPhone mới của mình. Có rất nhiều người cho rằng iPhone thế hệ mới là iPhone 9. Có rất nhiều người cũng cho rằng iPhone mới sẽ đặt tên là iPhone XL, XS rồi thì XS Plus. Tuy nhiên thì câu trả lời chúng ta vẫn phải đợi đến tận ngày 12 tháng 9 này. Vậy thì trong thời gian chờ đợi này chúng ta dại gì mà không nên chơi một thử một cái trò chơi. Vừa là có cơ hội đoán này, sau chúng ta lại có thể nhận về mình một chiếc iPhone thế hệ 2018. Và cụ thể thì sau khi dò tìm trên các mạng xã hội thì mình đã phát hiện ra Wondershare, một ứng dụng mà cho phép mình chuyển dữ liệu từ iOS sang Android và ngược lại, mình đã có video chia sẻ rồi ấy. Thì họ đang có một cái mini event, đó chính là chuyển sang thế hệ iPhone mới. Trong cái link mình để ở phía mô tả ấy thì các bạn có thể tham khảo vào đấy. Sau đó thì chúng ta có thể vote được là tên thế hệ iPhone mới này nó là gì. Ở đây thì sẽ có hai lựa chọn, đó chính là mình sẽ gọi nó là iPhone 9 hoặc mình sẽ gọi nó là iPhone XL. Với cá nhân mình thì mình thấy nghiêng về cái phone iPhone XL này hơn, thì mình sẽ chọn là iPhone XL. Đấy, ở đây thì các bạn phải thấy rằng cái lượng người vote cho iPhone XL nó cũng nhiều hơn rất là nhiều. Cụ thể là 66%, trong khi đó thì vote cho iPhone 9 sẽ là 34%. Đấy, mình sau đó thì các bạn hãy điền cho mình về cái tên và email. Vậy là ok, mình đã có một vé để có thể tham dự vào cái trò chơi này, cũng như là có cơ hội để nhận về mình một chiếc iPhone mới 2018 luôn, rất là ngon. Và thời gian diễn ra event đó chính là ngay từ khi các bạn xem video này đến hết ngày 12 tháng 9. Và kết quả mini event này sẽ được Wondershare chính thức công bố trên fanpage của họ, đó chính là DR Phone này. Mình cũng để link cho các bạn ở phía phần mô tả. Tại đây thì chúng ta sẽ có một vài mini event nữa các bạn có thể tham gia. Và mình hoàn toàn có thể là like cũng như là share cái sự kiện này để có thể là cập nhật về thông tin người trúng thưởng một cách nhanh nhất. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy tham gia luôn vào cái đường link mình để ở phía mô tả để có thể tham gia vào cái mini event này. Quay trở lại với cái tab mà mình gửi đến các bạn để các bạn có thể là tham gia event, thì các bạn có thể thấy rằng cái ngôn ngữ thiết kế trên thế hệ iPhone mới, mặc dù có thể là iPhone 9 hay iPhone XL hay iPhone XS, XS Plus, thì nó vẫn có cái ngôn ngữ thiết kế giống hệt so với iPhone X. Vậy thì iPhone X ở thời hiện tại đã có mức giá cực kỳ hấp dẫn tại chuỗi cửa hàng Express. Thì vậy tại sao các bạn không mua luôn những chiếc iPhone X này, hay là các bạn lại cố đợi lên thế hệ iPhone mới? Thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận và nhớ là truy cập trực tiếp đường link và tham gia, cũng như là chúng ta có cơ hội để nhận về mình chiếc iPhone mới cơ mà. Còn video chia sẻ của mình cũng đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. iPhone X bây giờ vẫn rất ngon.